Thưa quý vị, sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Chính phủ Hoa Kỳ có thể định giá sai tới 3 tỷ Mỹ Kim đối với số ngân khoản vũ khí viện trợ cho Ukraine. Các giới chức của Hoa Kỳ cho hay, chúng tôi phát hiện có sai sót trong phương cách định giá các thiết bị vũ khí đã cung cấp cho Ukraine. Một giới chức quốc phòng của Hoa Kỳ đã nói về hãng tin Reuters vào ngày 18 tháng 5 về kết quả thì trị giá hạch toán cao hơn giá trị sổ sách ít nhất là 3 tỷ Mỹ Kim. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng là bà Sabina Zin đã xác nhận rằng cơ quan này đã có những sai sót trong bản phúc trình về kế toán dẫn tới việc định giá quá cao. Tuy nhiên, bà nói rằng việc sai sót này không cản trở tới khả năng trợ giúp cho Ukraine của chính phủ Hoa Kỳ việc điều chỉnh định giá có thể giúp cho chính quyền Tổng thống Joe Biden có thêm khoản viện trợ cho Ukraine, trong lúc Tòa Bạch Ốc và Quốc hội đang bế tắc về việc nâng cao giới hạn mức nợ của chính phủ. Tuy nhiên, Roger Wicker, là một thượng nghị sĩ cao cấp của đảng Cộng Hòa tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ, cho rằng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ điều chỉnh việc định giá vũ khí gửi cho Ukraine là một sai lầm lớn. Ông cảnh báo rằng hành động này có thể khiến cho những nhu cầu trong tương lai của các quốc gia đồng minh bị định giá thấp hơn. Tổng mức viện trợ quân sự của Hoa Kỳ dành cho Ukraine hiện nay gần 37 tỷ Mỹ Kim kể từ khi Nga đem quân xâm lược Ukraine. Những quyết tâm này của chính phủ Washington được thực hiện qua hai phương thức, bao gồm quyền điều chỉnh nguồn lực tổng thống và sáng kiến trợ giúp an ninh cho Ukraine. Phe Dân Chủ kêu gọi ông Biden vượt quyền quốc hội để Mỹ tránh vỡ nợ. Nhóm Thượng nghị sĩ Dân Chủ kêu gọi Tổng thống Joe Biden kích hoạt tu chính án 14 để tránh vỡ nợ công, ngăn một thảm họa toàn cầu nếu đàm phán với phe Cộng hòa thất bại. Chúng tôi đề nghị Tổng thống chuẩn bị thực hiện thẩm quyền theo tu chính án thứ 14 trong hiến pháp, trong đó nêu rõ không được nghi ngờ tính hợp lệ của các khoản nợ công của Mỹ, Nhóm 11 thượng nghị sĩ dân chủ tại Thượng viện viết trong thư gửi Tổng thống Joe Biden được công bố ngày 19 tháng 5. Theo tù chính án thứ 14, Tổng thống Mỹ được phép vượt quyền quốc hội nếu việc tòa bạch ốc và quốc hội không thể nâng trần nợ được coi là vi hiến. Khi đó, Bộ Tài chính Mỹ có thể tiếp tục vay tiền vượt trần nợ để duy trì chính phủ hoạt động. Tuy nhiên, các giới chức chính quyền Biden cảnh báo những động thái này có thể phản tác dụng một cách nguy hiểm. Ngoài ra, phe Cộng hòa cũng có thể kiện chính quyền ông Biden vượt thẩm quyền hành pháp, với quá trình kiện tụng khả năng cao lên tới tối cao pháp viện, ảnh hưởng đến uy tín của nước Mỹ. Ông Biden từng cân nhắc ý tưởng kích hoạt tu chính án thứ 14, nhưng hoài nghi tính khả thi của lựa chọn này và chỉ khẳng định loại trừ khả năng Mỹ phải vỡ nợ. Các thời chính phủ Mỹ trước đây cũng chưa bao giờ phải dùng đến phương án này do Quốc hội hành động kịp thời có gần 90 triệu người Mỹ đang vật lộn với chi phí sinh hoạt tăng cao. Một cuộc khảo sát của cơ quan điều tra dân số cho thấy có tới 38.5% số gia đình tại Hoa Kỳ, tương đương với khoảng 89 triệu người đang gặp khó khăn trong việc chi trả cho sinh hoạt hàng ngày. Cơ quan này cho biết rằng mức độ chật vật của người dân hiện nay đã gia tăng so với thời điểm Covid-19 kết thúc, khi mà có tới hàng triệu người bị mất việc làm năm ngoái con số này là 34.4%, còn năm 2021 là 26.7%. Người dân tại các tiểu bang có lợi tức thấp hơn mức trung bình như là tiểu bang Louisiana và Mississippi đang phải chịu sức ép lớn về vấn đề tài chính. Một số khu vực đô thị như là Los Angeles, Riverside thì gần một nửa các gia đình đang gặp vấn đề khó khăn về kinh tế. Thực trạng này khiến cho nhiều gia đình chuyển sang sử dụng thẻ tín dụng. Có 25 triệu gia đình cho biết rằng họ đã sử dụng thẻ tín dụng hoặc là vay tiền để đáp ứng cho việc chi tiêu, tức là tăng 2.6 triệu gia đình so với năm ngoái. Tuy nhiên, những người này có thể phải đối mặt với những nỗi lo mới trong tương lai khi mà lãi suất trung bình với loại nợ này đã vượt quá 20%. Hiện nay, vấn đề nợ thẻ tín dụng đã tăng với tốc độ nhanh nhất so với bất cứ khoản nợ nào được đề cập trong bản báo cáo của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York. Nguyên nhân của tình trạng này là do tình trạng lạm phát cùng với mức chi tiêu gia tăng sau đại dịch COVID-19, cũng như sự thay đổi trong phương thức tiêu dùng. Bất đồng với The DeSantis, Disney hủy xây trụ sở trị giá 1 tỷ Mỹ Kim ở Florida. Disney hủy kế hoạch xây trụ sở mới trị giá gần 1 tỷ Mỹ kim ở Florida trong lúc mối bất đồng giữa công ty giải trí khổng lồ này với thống đốc Ron DeSantis ngày càng tăng. Ông Josh D'Amaro, chủ tịch Disney gửi email tới nhân viên loan báo thay đổi ở cấp lãnh đạo và tình hình kinh doanh thay đổi khiến Disney hủy kế hoạch xây trụ sở mới ở Lake Nona, cách Walt Disney World khoảng 20 dặm. Năm 2021, thời ông Bob Chapek làm tổng giám đốc, Disney công bố kế hoạch di dời 2.000 nhân viên ở Nam California sang Lake Nona, bao gồm hầu hết nhân viên Imagineering, công ty ở Glendale chuyên thiết kế trò chơi cho công viên giải trí Disney. Cuộc đối đầu giữa Disney với thống đốc DeSantis bắt đầu hồi tháng 3 năm ngoái, khi ông Chapek chỉ trích Florida ra dự luật cấm học sinh tiểu học, thảo luận về xu hướng tình dục và vấn đề giới tính. Để đáp trả, ông De Santis tước quyền tự quản trị của công ty này đối với Disney World, rồi hai bên kiện cáo qua lại. Ông Bob Iger, người thay thế ông Shabek bị sa thải, nhấn mạnh Disney thuê 75.000 nhân viên ở Florida, thu hút hàng triệu du khách tới tiểu bang này mỗi năm và dự tính đầu tư 17 tỷ Mỹ kim cho Disney World trong 10 năm tới. Nếu xây dựng trụ sở Disney ở Lake Nona sẽ tạo ra hơn 2.000 việc làm cho địa phương với lương trung bình 120.000 Mỹ kim một năm. Disney hủy dự án Lake Nona giữa lúc dự tính sa thải 7.000 nhân viên và giảm chi phí 5,5 tỷ Mỹ Kim. Trong cuộc chạy đua vào chiếc ghế Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024, cựu Tổng thống Donald Trump dẫn trước so với các ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng Hòa. Mặc dù đang vướng phải một số rắc rối pháp lý trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024, thế nhưng cựu Tổng thống Donald Trump vẫn đang dẫn điểm trước các ứng viên khác của đảng Cộng Hòa. Theo cuộc khảo sát của tổ chức Morning Consult mới đây công bố thì tỷ lệ ủng hộ dành cho ông Donald Trump hiện nay là 61%, bỏ xa các ứng viên tiềm năng khác của Đảng Cộng hòa. Đứng vị trí thứ nhì là thống đốc tiểu bang Florida, đó là ông Ron DeSantis với tỷ lệ ủng hộ là 18%. Tiếp theo là cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence với 6%, rồi cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên hiệp quốc đó là bà Nikki Haley 4%. Một cuộc khảo sát thuộc uh, Real Clear Politics cũng cho thấy tỷ lệ ủng hộ cho ông Donald Trump là 56%, tức là cao gấp 3 lần so với ông DeSantis. Phát biểu trước các nhà tài trợ và những người ủng hộ hôm 18 tháng 5, ông DeSantis nói như sau, Vào thời điểm này, chúng ta có 3 người tiềm năng, đó là tôi, ông Joe Biden và ông Donald Trump. Thế nhưng chỉ có hai người có được cơ hội đắc cử, đó là tôi và ông Joe Biden. Điều này dựa trên tất cả các dữ liệu tại các tiểu bang dao động. Cử tri sẽ không thay đổi quan điểm về ông ấy, ý nói ông Donald Trump. Ông DeSantis, mặc dù chưa chính thức tuyên bố ra tranh cử chức vụ tổng thống năm 2024, nhưng được xem là đối thủ số một của ông Donald Trump trong các ứng cử viên thuộc đảng Cộng Hòa. Các ngân hàng Mỹ bắt đầu lo lắng về mạng xã hội. Các ngân hàng tại Mỹ đang tìm cách đối phó hoặc giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất mà mạng xã hội có thể tác động, nhằm sớm phát hiện và ngăn chặn các thông tin châm ngòi cho việc rút tiền gửi hoặc giảm giá trị cổ phiếu từ những nhà bán khống. Nhiều ngân hàng đã xếp mạng xã hội vào nhóm truyền thông có yếu tố rủi ro là mối đe dọa lớn thay vì là công cụ để tiếp thị như trước. Xu hướng này bắt nguồn từ việc có nhiều ý kiến cho rằng chính mạng xã hội là nguyên nhân thúc đẩy vụ sụp đổ của Silicon Valley Bank và gây ra tình trạng khủng hoảng trong ngành ngân hàng thời gian gần đây. Sumit Chapria, nhà sáng lập ThoughtLink, một công ty tư vấn tài chính nhận định, rủi ro về mặt truyền thông xã hội đối với các ngân hàng trước đây chủ yếu liên quan tới hình ảnh thương hiệu và tệ nhất là giảm uy tín nhưng hiện tại sức ảnh hưởng của nó còn kinh khủng tới nỗi có thể đổi thổi bay số tiền huy động của nhiều ngân hàng chỉ trong vài chục giờ đồng hồ. Greg Becker, cựu giám đốc điều hành của Silicon Valley Bank, đổ lỗi cho mạng xã hội là yếu tố chưa từng có trong lịch sử dẫn đến vụ sụp đổ của ngân hàng. Khách hàng đã rút 42 tỷ Mỹ kim từ ngân hàng này chỉ trong vòng 10 tiếng đồng hồ. Cứ mỗi giây có khoảng 1 triệu Mỹ Kim tiền gửi sụt giảm tại ngân hàng này, khiến Silicon Valley Bank phá sản nhanh chóng vào ngày 10 tháng 3. Cựu giám đốc điều hành của First Republic Bank Michael Roffler cũng đổ lỗi cho mạng xã hội đã về sự sụp đổ của nhà băng này vào 2 tháng sau đó. Các ngân hàng Mỹ hiện áp dụng cách thức liên lạc trực tiếp với những khách hàng có phản ánh trên mạng xã hội để nhanh chóng giải quyết các hiếu nại. Chúng tôi muốn bóp chết nó, tức các phản ánh tiêu cực từ trong trứng nước một lãnh đạo ngân hàng giấu tên nói. Theo giám đốc điều hành Citigroup Inc. James Fraser, mạng xã hội đang là một yếu tố bất ngờ thay đổi hoàn toàn cuộc chơi của ngành ngân hàng. Một nguồn tin riêng của Reuters cho biết, Ủy ban ổn định tài chính FS Bank đang vào cuộc để điều tra vai trò của mạng xã hội trong tình trạng hỗn loạn thị trường ngành ngân hàng gần đây. Những người chuyển giới tại các tiểu bang thuộc đảng Cộng Hòa đang gặp nhiều khó khăn. Trong nhiều năm qua, cộng đồng những người LGBT luôn bị đả kích vì nhiều lý do chính trị và những người chuyển giới bị chĩa mũi dùi nhiều nhất. Những người đấu tranh cho quyền lợi của những người chuyển giới cho biết tại một cuộc hội thảo do cơ sở dịch vụ truyền thông thiểu số tổ chức. Tính đến tháng 5, có 14 tiểu bang đưa ra nhiều dự luật làm mất quyền lợi của những người chuyển giới và có đến 29 dự luật đã được thông qua, tức là nhiều hơn 9 dự luật so với cả năm ngoái. Các đạo luật được thông qua gây ra nhiều nguy hiểm như là các trung tâm y tế có thể bị kết tội đại hình khi chăm sóc sức khỏe giúp những người chuyển giới xác định giới tính của họ. Vì bị kỳ thị và bị nhiều luật lệ gây khó khăn, cho nên 82% những người chuyển giới ở Hoa Kỳ từng nghĩ đến chuyện tự tử, 40% tìm cách tự tử và số người chuyển giới chết vì tự tử nhiều nhất là thế hệ trẻ. Bà Nadine Smith là tổng giám đốc của tổ chức Equality Florida cho hay, tiểu bang Florida là một tiểu bang thuộc đảng Cộng Hòa, còn gọi là tiểu bang đỏ, có suy nghĩ bảo thủ và có nhiều luật lệ gây khó khăn cho cộng đồng những người chuyển giới. Một trong những dự luật đang được cân nhắc tại đây đó là cấm người chuyển giới không được chơi thể thao theo giới tính mà họ lựa chọn cho bản thân. Và trong một thập niên qua, chỉ có chưa tới 10 vận động viên chuyển giới hoạt động tại tiểu bang Florida ông chin vu là dân biểu của đảng dân chủ của tiểu bang texas cho hay các nhà lập pháp của tiểu bang này đang chuẩn bị giới thiệu đến lần thứ ba một dự luật để chống người chuyển giới cũng như hai tiểu bang đỏ đó là florida và texas thì tiểu bang north carolina cũng có những luật lệ như là không cho người chuyển giới vào các nhà vệ sinh theo giới tính của họ lựa chọn hoặc là giới hạn việc chăm sóc sức khỏe cấm những người chuyển giới không được chơi thể thao theo giới tính Ông Seller Jones, là phó giám đốc của Common Cause North Carolina cho hay, phó thống đốc của tiểu bang này là Mark Robinson đang vận động tranh cử thống đốc cho mùa bầu cử năm tới, cũng có những chính sách chống đối người chuyển giới giống như cựu tổng thống Donald Trump và thống đốc của tiểu bang Florida, đó là ông DeSantis. Đến đây một lần nữa kính mời quý vị theo dõi một vài phút về thông tin thương mại, sau đó chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Á Châu.